góc vườn âm nhạc. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire si noir sur blanc, quoi que je fasse où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Di sản của Goldman, L'Héritage Goldman là chủ đề của hai tuyển tập ca khúc chọn lọc lần lượt được phát hành vào mùa xuân và mùa thu năm 2022. Có thể nói là năm nay là năm của Jean-Jacques Goldman, do có khá nhiều dự án, kể cả việc ghi âm và quay phim tài liệu, hầu đề cao tài năng sáng tác của một trong những nghệ sĩ Pháp quan trọng nhất trong nửa thế kỷ trở lại đây. Những bài hát từng ăn khách trước đây của Jean-Jacques Goldman vẫn trụ vững với thời gian. Nam danh ca đã ngưng đi hát kể từ 15 năm qua. Anh cũng đã chính thức rút lui các hoạt động sân khấu vào năm 2016, khi không còn tham gia các đợt lưu diễn nhằm gây quỹ giúp đỡ các quán ăn tình thương. Càng vắng bóng một thời gian dài trên sân khấu, tên tuổi của Jean-Jacques Goldman càng hiện diện, nếu không nói là in sâu trong tâm trí của giới yêu nhạc Pháp. Bằng chứng là trong vòng 10 năm liên tục, Jean-Jacques Goldman luôn đứng đầu danh sách các nhân vật nổi tiếng được công chúng Pháp yêu chuộng nhất. Jean-Jacques Goldman từng ăn mừng sinh nhật 70 tuổi hồi tháng 10 năm 2021, còn đầu năm nay đánh dấu đúng 40 năm thành công của ca sĩ kiêm tác giả người Pháp. Những bài hát tình hình nhất của Jean-Jacques Goldman lần này được tập hợp lại trên hai album chọn lọc với hai sắc thái khác nhau. Đây là lần thứ nhì các nhà sản xuất khai thác tủ nhạc của Goldman thành album chuyên đề. Lần đầu tiên là cách đây vừa đúng 10 năm qua việc phát hành hai album mang tựa đề Thế hệ Goldman. Qua đó, giới nghệ sĩ trẻ ăn khách nhất thời bấy giờ ghi âm lại các bản nhạc của Goldman với một lối hòa âm mới. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Thế hệ Goldman đã thành công rực rỡ vì hơn 1 triệu album đã được bán sạch chỉ trong vòng vài tháng. Lần này, nhóm nhạc sĩ do nhà sản xuất Eric Benzi dẫn đầu đã không muốn bắt chước hay lặp lại những gì đã làm. Eric Benzi từng là cánh tay phải đắc lực nhất hợp tác với Goldman trong việc sáng tác và sản xuất 4 album tiếng Pháp ăn khách cho Celine Dion trong hơn một thập niên liền, từ năm 1995 cho tới năm 2007. Trong số các album này có tập nhạc mang tựa đề Deux, từng lập kỷ lục với hơn 10 triệu bản được bán trên thế giới để rồi trở thành album tiếng Pháp ăn khách nhất mọi thời đại. Là-bas, loin de nos villages, j'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, tu m'échappes déjà là-bas. J'aurai ma chance, j'aurai mes droits. Et la fierté qu'ici je n'ai pas. Tout ce que tu mérites est à toi. Ici les autres imposent leurs lois. Nhà sản xuất Eric Benzi đã triệu tập rất nhiều nghệ sĩ mới, trong đó có Marina Kaye, Mentissa hay là Marguerite, từng tham gia các cuộc thi hát truyền hình tại Pháp. Các nghệ sĩ trẻ tuổi này cùng với một số đàn anh ghi âm lại những ca khúc nổi tiếng như Je te donne, Quand la musique est bonne, Il suffira d'un signe, và nhất là nhạc phẩm Comme toi, từng được tác giả Khúc Lan việt hóa thành nhạc phẩm Hãy đến với em.
Trong nỗ lực khoác áo mới cho những ca khúc vang bóng một thời, Eric Benzie đã thổi một luồng sinh khí khác cho cả hai album. Màu sắc gospel sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tập nhạc đầu tiên, do hầu hết các bài hát ở đây đã được thu thanh với dàn đồng ca phúc âm, trong khi tập nhạc thứ nhì lại thiên về thế giới âm nhạc Celtic trong lối hòa âm phiêu diêu bay bổng, trong cách sử dụng bộ đàn dây và đặc biệt là bộ gõ. Ngoài việc giam hai album, nhóm sản xuất còn nhắm tới việc tổ chức một vòng lưu diễn vào mùa hè năm 2022, kết hợp nhiều bộ môn trên cùng một sân khấu, kể cả nhạc kịch, vũ đạo ballet, kỹ xảo vi tính, công nghệ âm thanh và hình ảnh mapping, tựa như các màn biểu diễn của gánh xiếc mặt trời. Dung hòa cả hai vế nhạc rock cực kỳ dũng mãnh và giai điệu pop vô cùng tha thiết lãng mạn, Goldman đã đặt nền móng cho phong trào sáng tác nhạc Pháp những năm 1980 trở đi. Cho tới giờ, ít nhất là hai thế hệ xưa cũng như nay đã từng hát lại nhạc của anh. Khi nhắc tới son sắc Goldman, nhiều nhà phê bình đồng ý trên một điều: tác giả này đã để lại một di sản ngời sáng, cái tài hóa ca khúc thành vàng, chắp cánh cho giai điệu thêm vượt thời gian.